Tôi yêu Việt Nam. Mang đến bởi Honda Việt Nam. Vui giao thông. Tập 4, ai ngầu nhất vui chơi xe đạp an toàn. Cậu ngầu quá Bi. Nhờ cậu mà bọn mình kết bạn được với bao nhiêu bạn mới. Nhờ tay lái lụa của tớ cả đấy. Được rồi, tay lái lụa Bi. Bây giờ bọn mình phải gọi cho giáo sư để xem nhiệm vụ tiếp theo sẽ làm gì. Giáo sư sẽ nói gì về việc bọn mình làm nhỉ? Chụm tay lại nào các cậu. Các anh hùng nhí giỏi lắm. Ta đã theo dõi mọi việc qua màn hình ở sở chỉ huy. Bài học mở đầu hay đó Bi. À, đấy là cháu còn chưa thể hiện hết. Ai cũng biết mà, nhờ vào tay lái lụa của cậu cả đấy. Tiếp theo chúng cháu sẽ làm gì à giáo sư? Làm gì đó hả? Làm việc mà các cháu giỏi nhất đó. Đó là chỉ cho những người bạn mới nhận ra là có thể điều khiển xe vừa vui lại vừa an toàn. Các cậu xem đây, thế là tớ thể hiện rồi. Chào cậu, tớ là Bo, cậu tên gì? Bo à, tớ là Cà Rốt, gặp cậu vui quá. Cậu và bạn Nam đi xe điêu luyện lúc trước, đấy là bạn à? Ồ, không phải cậu ấy đâu, là tay lái lụa của cậu ấy đã làm tất cả mọi việc đấy. Cậu ấy liên tục khẳng định thế mà. Thế bây giờ các cậu định chơi trò gì? Tớ đang định cùng các bạn đạp xe về nhà ăn bú sữa. Bú sữa hái từ cây trong vườn nhà tớ đấy. Các cậu có muốn đi cùng không? Bú sữa có ngon không? Bú sữa mi thôi ạ. Ngon nhất cả nước luôn. Thậm chí là ngon nhất thế giới. Yeah, các cậu nghe chưa nào? Ngon nhất thế giới đấy. Bọn mình phải thử mới được. Các cậu, trẻ em không được đi xe trên đường phố. Chỉ người lớn mới đi xe ở đó. Ngay cả người lớn cũng phải đi trên làn đường trong cùng. Bên phải, dành cho xe đạp. Thế thì đạp xe ở đâu được nhỉ? Ở vỉa hè dành cho người đi bộ à? Không, đông người đi bộ lắm. Phải đi qua công viên cơ. Nhưng chúng mình phải chú ý quan sát và nhường đường cho những người đi bộ trong công viên nhé. Còn bây giờ thì theo tớ nào. Này cậu. Này. Cậu nghĩ như thế thì ngầu lắm hả? Chờ đấy, tớ sẽ gặp cậu ở nhà với con xe của tớ. Nào các cậu, tự nhiên lại bày trò gì thế? Cuộc thi giữa Hắc Bạch Công Tử hay sao? Hả? Chúc mừng các cháu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tạm biệt cậu, chúng tớ phải đi về rồi. Suýt thì tớ quên mất. Tặng cậu đấy. Đọc sách này cho các bạn của cậu cùng nghe nhé. Trong đó có nhiều thứ hay lắm. Cảm ơn Bo nhé. Tạm biệt các cậu. Hey, yeah. Nhớ nhé các bạn. Honda Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.